Sau đây Lâm xin giới thiệu với mọi người về cây gâu má. Cây gâu má còn được gọi là tích tiết thảo, Panos do người Nguyên hoặc là Chenchiram người Campuchia thường gọi. Tên khoa học là Centala acetatica. Lâm có để dưới cái này, Lâm đọc không có chính xác thì Lâm sẽ để ở dưới cái phần mô tả để mọi người có thể tra cứu ở trên internet nó dễ hơn. Về cái dạng dạng cây thì gâu má là một loài cỏ mọc bò có rễ ở các mấu, thân gầy nhẵn, lá hình mắt chim, phía tai bèo từ 2 đến 4 cm, cuốn dài là từ 2 tới 4 cm trong những nhánh mang hoa và dài từ 10 đến 12 cm trong những nhánh thường. Cụm hoa đơn mọc ở kẽ lá gồm 1 đến 5 hoa nhỏ, quả dẹt từ 3 đến 5 mm, có sống hơi gõ. Đây là hình gâu má này mọi người. Về công dụng và liều dùng, gâu má hiện nay còn là một vị thuốc dùng trong phạm vi nhân dân, đồng thời còn là loại gao trong cây dao người ta có câu là đói ăn gao má, gao mưng, gao má, đừng ăn quắc quả hư thân. Nhân dân coi vị gao má là một vị thuốc mát, vị ngọt, hơi đắng, tính bình, không độc, có tính chất giải nhiệt, giải độc, thông tiểu, dùng chữa thổ huyết, tả lị, khí hư, bạch đới và lợi sữa. Người dùng từ 30 đến 40 gram tươi, vò nát, quắc lấy nước uống hay là sắc uống. Thuốc gao má không độc, phụ nữ có thai vẫn dùng được. Tại một số thuốc người ta chú ý nghiên cứu gâu má để tìm tác dụng chữa bệnh hủi và bệnh lao. Người ta dùng gâu má chữa hủi có kết quả tốt hơn chế phẩm của Đại Phong Tử năm 1949. Lairo và Chifet đã nghiên cứu tác dụng chữa hủi của Centaurus maga, chất chế từ acetiquisot có tác dụng chống quy trùng lao. Ở một số nước người ta chế gâu má dưới dạng viên nén. Có chứa là 0,01 gram gâu má để chữa các dạng tĩnh mạch, chứng nặng, chăn do máu ở các tĩnh mạch, chăn chậm trở về tim, ngày uống từ 3 đến 4 viên. Ngày uống từ 3 đến 6 viên vào bữa ăn. Thuốc tim là 1 mm chứa 0,02 gram gâu má, cách một ngày tiêm bắp một ống phối hợp với bôi thuốc mỡ 1% cao gâu má hoặc rồi thuốc bột chứa 2% cao gâu má để chữa các vết bỏng, vết thương do chấn thương hoặc còn vết phù thực, các tổn thương ở da và niêm mạc hoặc ở sản phụ. Các đường thuốc có gâu má chữa đau bụng, đi ỉa lỏng và đi lị. Gâu má có cả dây và cả lá, rửa sạch, thêm ít muối, nhai sống, ngày ăn chừng 30 đến 40 gram. Cái này là do kinh nghiệm ở nhân dân nhiều nơi có thể luộc gâu má mà ăn như là ăn gao. Gâu má là chữa phụ nữ bệnh kinh nguyệt, đau bụng và đau lưng. Thì gâu má hái lúc ra hoa, phơi khô và tán nhỏ, ngày uống một lần vào buổi sáng sớm. Mỗi lần 2 thìa cà phê gạt ngang. Chữa đau lưng luôn đó quý vị. Gâu má là chữa gừng sảy mặn nứa, hàng ngày ăn gâu má trộn dầu giấm. Hoặc là gâu má hái về, giã nát, quắt lấy nước, thêm đường vào và uống hàng ngày. Xin cảm ơn mọi người đã quý vị đã theo dõi. Lâm có đại cụ thể hơn ở dưới phần mô tả, mọi người có thể xem và có thể vận dụng. Đây là Lâm chích ra từ của tiến sĩ Đỗ Đắc Lợi nha mọi người, nên quý vị cứ yên tâm mà theo những cái toa thuốc trên đây. Lâm không có chế biến gì thêm vị thuốc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.